Yeah.
Dạ cảm ơn, đã có chủ nhân may mắn nha. Xin mời khán giả mình khoan với sẽ tờ vé. Một đại đặc biệt tiếp theo đó là báo với người đồng chung ở một tờ vé. Rồi bây giờ xin mời khán giả mình nhớ ai đi sau đến một chúng ta nhớ lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thật ổn định. Dạ qua bên đây, ngay chân quầy cầu thang bên đây chúng ta sẽ có một cái chỗ thu ghế là 5.000 đồng một cái nha. Dạ có hai chủ nhân quầy sẽ ba mọi người để trong quầy tự đi bán rồi gồm vé dễ thương rồi. Rồi mình đổi vé chéo với nhau nha. Đây là quầy kiểm tra cho. Rồi mình kiểm tra trước nè. Con số vừa kêu 30 có 1 11 11 có 2 46 có 3 58 có đủ hợp lệ. Ký hiệu là 1048 hợp lệ. Rồi bên đây là đọc giải đó. Bây giờ mình kiểm tra với chị áo trắng nha. 1048 ký hiệu luôn. Hợp lệ. 30 có 1 19 có 2 46 có 3 Con gà 58 có đủ 28 má. Em thắm hả? Gà 458 Tụi lơ. 28 con gà. 28 chưa có. 28 có chưa quý vị? Chưa. 18 thôi à. 23 chị mới xài lơ đấy. Đây là chị gặp này, chị gặp y chang phải không? Đó, đó 23 đúng. Có đủ như cái đó, gì nha. 23 nè, 19 nè, 30 là 46. Rồi bây giờ quý chị mình khoan bôi xé tập vé nha. Nếu mà ai nhà mình thắc mắc mình nghi ngờ quý vị kiểm tra lại vé. Rồi ngay từ bây giờ